Đây nhá, hôm nay em test cho các bác hai con mixer 2300. Thì báo các bác là đối với lại cái dòng này thì nó luôn là công suất nó quá khỏe. Quá khỏe luôn. Bác đánh bát 30 thoải mái. Hôm nay em không có bát 30, em đánh hai đôi loa liền một lúc. Hai đôi loa liền một lúc nhưng mà công suất em chỉ dám nhích lên có một tí thôi. Đây chỉ một tí lên nhá. Mà đấy là đánh thẳng điện thoại vào. Các bác mà đánh từ tivi xuống công suất còn cao nữa, mà hay nữa. Những cái bộ mixer như này thì em đã báo giá rồi. 5,9 triệu một bàn này. Cái bàn này nó có kích thước chiều ngang 1 này, 2 này, 3 này, 4, nó gần, nó tầm của nó gần 80 chiều ngang. Và chiều sâu nó 1, 2, chiều sâu nó 60. Và chiều cao điểm cao nhất là 30, 20, có như 20. Con này thì một mình không thể bê được. Con này phải hai người khênh. Bởi vì là nó liên quan đến công suất, tất cả phần công suất biến thế nó như một cái âm ly nặng to đây này. Nó to. Nên là không thể một người bê được ạ, phải hai người khênh. Con này em đã báo giá trên kênh là 5,9 triệu một con rồi. Con nhé, 5,9 triệu một con. Thì sau đây em test cho các bác. Dòng này thì chắc chắn là bao nghe nhạc hay hát hay cho các bác phê luôn. Và tất cả các bác có thể cấy live tất cả tivi, điện thoại, máy tính, laptop, đàn, organ, đàn guitar rồi đủ các loại. Đủ các loại nhạc cũ, nhạc cổ điển. Cái gì các bạn cấy được. Các bác chú ý nhé, dùng dòng này thì đây. Đối với dòng này thì nó dễ dùng thôi. Đối với lại mỗi một cái volume này thì nó sẽ điều chỉnh cho một cái tổng này. Một tổng này. Đấy, cứ mỗi volume này điều chỉnh một tổng này. Một tổng này nó sẽ chạy thẳng về đằng sau, nó tương đương với cái cổng này. Số thứ tự nó là số 12 đây. Đây số 12 thì nó dọc với đây, nó cũng là số 12. Thì cái volume này nó sẽ chạy cho cái tổng này. Nó sẽ chỉnh nhá, từng vế một. Ví dụ như cái vế này bác đang lắp cho chạy, ví dụ như bác lắp cho đàn organ ạ. Thì bác cắm cổng 12, đàn organ thì bác chỉ chỉnh đàn organ 12. Còn đàn bên này, ví dụ bác chỉnh cho, ví dụ bên này là kèn guitar chẳng hạn, hay kèn đây, cái này cắm vào đây nhá. Kèn guitar hoặc saxophone nữa thì chỉ guitar một cái này. Đấy, ví dụ như thế. Đấy là chỉnh. Còn ngoài ra thì con này nó có hai chế độ chỉnh EQI. Đây, EQI VR và LR, hai EQI nhá, hai vế luôn, hai vế nhá. Đây là nếu quý vị cho nó nổi cái núm này lên là tắt chế độ dùng EQI, là không dùng qua EQI này. Còn muốn chạy chỉnh trên EQI này thì ấn cho núm xuống. Đấy. Ngoài ra thì cái volume này. Đây này, nó có AUX này, RTN1. Cái cổng AUX này thì nó tương ứng với lại cái cổng đằng sau mình đang cắm. Ví dụ em đang cắm cổng đây, đằng sau đây là nó có chữ là AUX RT1 thì bác sẽ chỉnh to nhỏ ở đây. Đây là to nhỏ tổng của cái cổng đấy. Hoặc là bác cho to hẳn đây, bác chỉnh ở đây, hai vế, vế trái vế phải. Còn đây AUX RT2 thì nó cũng nằm ở dưới cổng này, là cổng 2. Đấy là cổng vào. Chỉnh tổng. Vậy thôi, sau đây em mời các bác đến bản test nhé. Em sẽ test đánh hai đô la một lúc cho các bác nhé. Hai đô la. Với con mixer dòng này em khẳng định nó phải tương được tầm 5 đến 6 đôi loa này. Đây nha mời các bác nhìn. Mới em mở này, em mở này. Bé thôi. Các bác nhìn. Đánh thẳng điện thoại đấy. À. Đấy bác nhìn này. Này. Nhích có tí lên này. Đây là cái tổng của AUX này. Nếu bác cho tổng to lên hết thì bác chỉnh bên này bên trái bên phải được. Đây là bên trái bên phải của loa. Đây là tổng. Đây. Nhỏ tất đây. Đấy. We'll be right back.
tắt nguồn ạ. Nó dùng điện 220. Bác không phải phí phạng gì, mua ấm ly gì, các bạn thích chơi thoải mái nhé. 5.9 triệu chiếc mixer này. Em khẳng định là nó đánh phải được 4 đến 6 đôi loạt này. Em mà chào các bạn.